Theo camera an ninh trong một khu chung cư ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này là vào buổi tối, phía trước cửa hàng tiện lợi trong chung cư này không hề có bảo vệ trông coi xe và ở bên ngoài có nhiều xe đang dựng. Nắm bắt điều này, một đối tượng tiếp cận loay hoay bẻ khóa xe tay ga, bất chấp có nhiều người qua lại. Trên thực tế, nhiều người vào siêu thị tiện lợi hoặc cửa hàng bất cẩn trong việc trông coi xe để kẻ gian dễ dàng tiếp cận. Và sự việc này tiếp tục là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người.